chàng trai này đang điên cuồng tát vào mặt anh chàng béo. Bọn họ vốn dĩ là bạn tốt của nhau, nhưng vừa khi nãy, chàng trai phát hiện anh béo nhân cơ hội cậu không ở đó đã thả thính người yêu cầu. Anh béo bị đánh không chịu được nữa liền ra tay đánh trả. Nhưng khi cảnh sát tuần tra đi đến ngăn cản bọn họ, chàng trai đột nhiên hét lớn anh béo là hung thủ giết người giấu xác. Sau khi dẫn bọn họ về cục, chàng trai nói một tuần trước, khi cậu vừa trở về phòng trọ thì ngửi thấy mùi máu tanh. Không ngờ khi vào phòng ngủ xem thử, liền nhìn thấy anh béo trên tay đang cầm con dao dính đầy máu. Mà người nằm trên giường chính là bố mẹ cậu. Nhìn thấy cậu liền ngây người tại chỗ, chất vấn anh béo tại sao lại giết bố mẹ mình. Anh béo trả lời bởi vì trước đó chưa từng gặp hai người, cho nên khi về nhà đã hiểu nhầm họ là kẻ trộm đột nhập vào phòng. Anh béo uy hiếp cậu không được báo cảnh sát, nếu không anh ta cũng sẽ xử lý cậu. Chàng trai bị anh béo dọa sợ, vì vậy không dám báo cảnh sát. Nhưng đến cậu cũng không ngờ được rằng anh béo còn uy hiếp cậu phải cùng anh ta tự tay phân xác bố mẹ mình để xử lý. Cảnh sát nghe xong cứ nghĩ đây là một vụ án không có uẩn khúc, nhưng không ngờ sau khi thẩm vấn anh béo, anh ta lại kích động nói rằng mình mới là người bị oan. Tất cả là một âm mưu do người bạn cùng phòng của anh ta dàn dựng. Trần đội người có kinh nghiệm phong phú thấy trí lực của anh béo dường như có chút không bình thường, vì vậy đã cử người dẫn anh ta đi làm giám định tâm thần. Sau đó cảnh sát dựa theo lời khai đi đến căn phòng mà hai người thuê. Pháp y mở tủ lạnh tìm thấy hai chiếc đầu của hai người già, trong đó một đầu đằng sau bị thủng một lỗ to bằng nắm tay. Các bộ phận cơ thể khác vẫn chưa được tìm thấy. Trên sàn và tường phòng tắm có vết máu ở khắp nơi. Tiểu Lâm người tìm dấu vết đã tìm thấy một chiếc cưa tay ở góc bồn tắm. Mặc dù đã được rửa sạch, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy trên bề mặt vẫn còn sót lại vết máu. Theo nhận định sơ bộ đây là công cụ kẻ sát nhân dùng để phân xác. Từ ống thuốc tẩy trong góc phòng, hung thủ đã cố gắng dọn dẹp hiện trường. Có điều ở đây vẫn còn lưu lại rất nhiều vân tay. Vốn nghĩ rằng cảnh tượng trong phòng tắm đã đủ dọa người, nhưng khi Trần đội vào bếp, đã phát hiện trong lò vi sóng và máy xay thịt đều là thịt nhuyễn. Cảnh sát suy đoán hung thủ đã phân xác xay thịt sau đó phi tang xuống cống. Nhưng sau khi khám xét căn nhà một cách cẩn thận, đã phát hiện dưới gầm giường có 3 chiếc hộp. Mở ra nhìn, bên trong chính là phần thịt đã được xay nhỏ. Trần đội nhìn thấy hiện trường tàn nhẫn như vậy đột nhiên rất nghi hoặc. Chàng trai đeo kính thật sự bị uy hiếp nên mới ra tay độc ác như vậy sao? Sau khi trở về cục, cảnh sát lập tức điều tra thông tin của hai kẻ tình nghi. Chàng trai đeo kính tên là Lưu Tấn, 29 tuổi, 3 năm trước khi đi du học từ nước ngoài về vẫn không đi tìm việc. Bố mẹ cậu ta cũng là hai nạn nhân đang điều hành một công ty mậu dịch với nước ngoài. Lưu Tấn thường dựa vào tiền của gia đình chu cấp để sống. Cậu ta còn có một người anh trai tên Lưu Thạch. Nhìn về lịch sử xuất cảnh của người này, anh ta chắc hẳn là người rất thích du lịch, vì vậy hiện tại vẫn chưa liên lạc được. Còn anh chàng béo kia tên là Mã Vĩnh Luân, 33 tuổi. Trong tài liệu cho thấy 5 năm trước anh ta bởi vì thất tình đã tự tử. Sau khi được cứu sống, anh ta bắt đầu nói ngọng giống như một tên khờ, vì vậy bình thường chỉ có thể làm một số công việc thời vụ như dọn dẹp. Ngoài ra cách đây 3 tháng còn có tiền án về tội quấy rối tình dục. Nhưng khi đó không hiểu vì sao, hai người bị hại đã chủ động rút đơn kiện. Số thịt xay trong chiếc thùng đã được pháp y khám nghiệm và cân, phát hiện bên trong chỉ có một số nội tạng. Hiện tại bốn chi của hai nạn nhân vẫn không biết tung tích. Sau khi kiểm tra dấu vết trong phòng đã phát hiện rất nhiều dấu vân tay của Mã Vĩnh Luân, vì vậy cảnh sát lập tức thẩm vấn anh ta một lần nữa. Mã Vĩnh Luân nói với cảnh sát với vẻ mặt vô tội, 2 tuần trước khi anh đang chuẩn bị tan làm, Lưu Tấn đột nhiên gọi điện nói trong phòng có chuột và bảo anh ta khi về mua một số dụng cụ để sửa đồ đạc. Nhưng khi anh ta mua xong quay về, mở cửa liền nhìn thấy trên sàn có rất nhiều vết máu. Mới đầu anh ta cho rằng chắc là máu chuột, không ngờ khi vào phòng ngủ đã nhìn thấy bố mẹ Lưu Tấn chết ở trên giường. Sau đó Lưu Tấn liền bước vào chất vấn anh ta tại sao lại giết bố mẹ của mình, và còn chỉ vào những dụng cụ trên mặt đất anh vừa mua về nói rằng đây là bằng chứng. Một mặt Lưu Tấn kiên trì nói rằng mình không có lý do gì phải giết bố mẹ mình cả. Tạ đội hỏi cậu ta đã 1 tuần trôi qua, tại sao không tìm cơ hội gọi điện báo cảnh sát. Lưu Tấn sợ sệt nói với tạ đội, đừng nhìn vẻ bề ngoài ngốc nghếch Mã Vĩnh Luân, thật ra anh ta là người rất thông minh. Bây giờ nghĩ lại, anh ta giả ngốc thuê chung phòng chính là vì tiền của cậu. Bây giờ Mã Vĩnh Luân không những giết bố mẹ cậu, mà còn cướp bạn gái sau lưng của cậu nữa. Bởi vì muốn tháo lớp mặt nạ của anh ta, vì vậy cậu mới không dám báo cảnh sát. Lưu Tấn còn nói Mã Vĩnh Luân không những cầm dao uy hiếp ép cậu phải xử lý xác của bố mẹ mình, mà còn nhốt cậu trong phòng không cho cậu ăn. Nếu như phản kháng, anh ta có khả năng sẽ xử lý luôn cậu. Tiếp đó cảnh sát lại phỏng vấn bạn gái của Lưu Tấn. Cô gái bất hạnh nói rằng cô ấy cũng vừa mới biết chuyện giết người. Trước đó khi tiếp quen biết hai người cô không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Đại Cường ở bên này cũng điều tra được, cô gái tên Tuyết Nhi này là một lễ tân của một nhà tang lễ động vật. Thực chất là một người mẫu đường phố, từ những bức ảnh trong điện thoại của cô ấy, đoạn thời gian này cô ta không chỉ từng ở cùng hai người. Sau một hồi thẩm vấn không có bất cứ dấu vết nào trong lời khai của hai người, Trần đội cũng không thể nhìn thấy dấu vết của anh béo giả ngốc. Chính lúc này, A Phong ở bên ngoài điều tra đã mang về manh mối quan trọng. Anh ta biết được từ ông lão thu phế liệu, Mã Vĩnh Luân 4 ngày trước đã đem một thùng công cụ đến chỗ ông bán. Khi đó ông cảm thấy những đồ này còn rất mới, vì vậy đã giữ lại. Trần đội sau khi tiến hành kiểm tra những đồ này, bên trong tìm thấy một tạ tay mới tinh và một con dao.
Có điều đáng ngạc nhiên là ở đây có một tấm bảng trắng. Trần Đội Nhi hoặc nếu như Mã Vĩnh Luân thật sự muốn tiêu hủy bằng chứng, vậy tại sao không ném chúng đến nơi hoang vắng? Rất nhanh, Đại Cường sau khi mang những vật dụng này đi kiểm tra đã mang báo cáo về. Kết quả cho thấy bên trên có vô số dấu vân tay của Mã Vĩnh Luân. Và ở điện thoại của anh ta cũng phát hiện nửa tháng trước có lịch sử tìm kiếm việc phân xác. Nhưng kỳ lạ là, khi sử dụng thuốc thử để khôi phục chữ viết trên bảng, không ngờ bên trên là một phương thức phân xác phức tạp. Những gì phương thức này thực hiện, đó là dùng tỷ lệ trọng lượng máu và xương để tính toán. Có được manh mối, Trần Đội lập tức tiến hành thẩm vấn với Mã Vĩnh Luân lần nữa. Nhưng anh ta lại nói rằng điện thoại này nửa tháng trước là Lưu Tấn đã tặng anh ta. Sau khi sự việc xảy ra, cậu ta lo anh sẽ báo cảnh sát nên đã lấy lại chiếc điện thoại đó. Trần Đội nghe xong trực tiếp tìm Lưu Tấn. Nếu như điện thoại của Mã Vĩnh Luân nửa tháng trước do Lưu Tấn tặng, vậy rõ ràng chuyện này sớm đã được lên kế hoạch. Hiện tại tất cả manh mối đều hướng về phía Mã Vĩnh Luân. Nếu như anh ta thật sự thông minh như Lưu Tấn nói, vậy tại sao anh ta lại tiết lộ nhiều manh mối cho cảnh sát như vậy? Ngược lại, nếu như trí lực của anh ra thực sự có vấn đề, vậy sao có thể viết ra một phương thức phân xác phức tạp như vậy? Trần Đội đột nhiên nghi hoặc chuyện này có khả năng do Lưu Tấn tự biên tự diễn. Nhưng động cơ của anh ta khi giết bố mẹ mình là gì? Chính lúc này, luật sư của cậu ta cũng đã đến đồn, vì hiện tại không có bất kỳ bằng chứng nào chỉ ra Lưu Tấn. Trần Đội chỉ có thể đồng ý thả cho cậu ta rời đi. Trước khi đi, Lưu Tấn cười với cô một nụ cười ý vị sâu xa. Bên Đại Cường đã điều tra tài liệu công ty của bố mẹ Lưu Tấn. Công ty này 3 tháng trước đã có một cổ đông mới, mà người này chính là Lưu Tấn. Trùng hợp là công ty này vừa một tuần trước đã thu mua một nhà tang lễ động vật. Trần Đội bảo anh điều tra về địa chỉ nhà tang lễ này. Không ngờ sau khi Đại Cường gửi địa chỉ cho cô liền phát hiện bên trong nhà tang lễ động vật này có 2 lò đốt lớn. Lúc này cô dường như đột nhiên hiểu ra mục đích của Lưu Tấn khi mua lại nơi đây. Vì vậy cô lập tức dẫn người đến nhà tang lễ. Quả nhiên, Lưu Tấn lúc này đang tiêu hủy chứng cứ. Sau khi một lần nữa dẫn cậu ta về thẩm vấn, cảnh sát đã điều tra những chứng cứ còn sót lại trong lò thiêu, phát hiện thứ cậu ta đang thiêu chính là 4 chi của bố mẹ. Đối mặt với sự thẩm vấn của cảnh sát, Lưu Tấn rất tự tin nói rằng bản thân cậu ta đến đó chỉ là muốn kiểm tra thiết bị của mình, cho nên vốn dĩ không biết thứ bên trong lò thiêu là gì. Mọi người nhìn thấy biểu cảm kiêu ngạo của cậu ta rất tức giận. Nhưng tất cả manh mối đều hướng về phía Mã Vĩnh Luân. Nếu như trong 24 tiếng không phát hiện bất cứ điều gì, vậy họ chỉ đành để cậu ta rời đi lần nữa. Nhưng chính lúc này, Tạ Đội thông qua người bạn ở nước ngoài đã tìm được anh trai Lưu Thạch của cậu ta. Hóa ra anh ta những năm này đều ở nước ngoài tìm cách chữa căn bệnh nan y của mình. Lúc này sau khi Lưu Tấn nhìn thấy anh trai, nét mặt đột nhiên căng thẳng. Từ lời của Lưu Thạch biết được, bởi vì anh ta lúc 6 tuổi bắt đầu biết được mình bị bệnh bạch cầu cấp. Vì vậy bố mẹ chăm sóc em trai rất ít, đấy là lý do Lưu Tấn luôn phàn nàn vì việc mình bị cho ra rìa. Mà trong ấn tượng của anh, Lưu Tấn là một người rất mâu thuẫn. Năm cậu 10 tuổi, bố mẹ biết cậu thích chó, vì vậy đã mua cho cậu một con. Lúc đó em trai nhìn trông rất vui vẻ, mỗi ngày đều ôm chú chó đi ngủ. Nhưng rồi anh vô tình thấy Lưu Tấn thường những lúc không có ai đã đánh chú chó đó. Lúc đấy anh mới biết rằng người em trai này của mình không hiền lành như vẻ mặt bên ngoài. Nhưng anh không ngờ Lưu Tấn sau khi lớn lên sẽ trở thành bộ dạng như vậy. Trần Đội thấy cảm xúc Lưu Thạch càng ngày càng kích động, lo lắng anh sẽ xảy ra chuyện, vì vậy đã đưa anh sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Tạ Đội cho rằng dưới tình hình này, bắt buộc phải nắm được chứng cứ mới có thể hạ gục Lưu Tấn. Nhưng tất cả công cụ ở hiện trường vụ án đều không có dấu vân tay của Lưu Tấn. Vụ việc có vẻ như đang rơi vào bế tắc. Lúc này Đại Cường đã đem báo cáo kiểm tra về vết thương ở đầu từ bên pháp y đến. Kết quả cho thấy bố của Lưu Tấn bị giết bởi một vật thể cùn từ phía sau. Thông qua so sánh phát hiện hung khí là quả tạ tay kia. Vết thương bị đánh nhiều nhát này đều từ phía bên trái. Điều này cũng chứng minh hung thủ thực sự là một người thuận tay trái. Sau khi có được manh mối, cảnh sát lần nữa sắp xếp cho hai anh em họ Lưu gặp nhau. Trần Đội trực tiếp nói với Lưu Tấn phía cảnh sát đã thả Mã Vĩnh Luân. Lưu Tấn sau khi nghe xong lộ ra vẻ mặt không thể tin được, hét lớn rằng nhiều chứng cứ như vậy tại sao lại thả hung thủ. Lưu Thạch ở một bên nhìn hình ảnh đầu của bố mẹ, chất vấn em trai tại sao lại tàn nhẫn như vậy. Bố mẹ vốn dĩ định trong ngày sinh nhật của Lưu Tấn cho cậu một bất ngờ, không những mua một nông trường ở nước ngoài cho cậu, mà còn rất tâm huyết làm một video trưởng thành của cậu. Lưu Thạch khuyên cậu không nên phạm sai lầm thêm nữa, nhưng không ngờ Lưu Tấn xem xong những bức ảnh này lại càng phẫn nộ. Trần Đội thấy vậy lập tức đã nhìn thấy cậu ta thuận tay trái. Mặc dù khi ký vào bản thú tội cậu ta đã cố ý ký bằng tay phải, nhưng vừa nãy khi cậu ta kích động đã không ý thức sử dụng tay trái. Khi cảnh sát đang thẩm vấn Mã Vĩnh Luân, phát hiện tay trái của anh ta có tật, sau khi điều tra đã chắc chắn rằng đây là di chứng đã để lại khi làm việc trong quá khứ. Càng quan trọng hơn là khi kiểm tra dấu vết đã tìm thấy một dấu vân tay của cậu ta trong đĩa tạ, vì vậy cậu ta mới chính là hung thủ dùng quả tạ giết người. Lưu Tấn nghe xong hét lên không thể nào, bởi vì cậu ta đã kỳ cọ rất cẩn thận quả tạ tay đó, vì vậy bên trên căn bản không có khả năng lưu lại dấu vết. Vừa nói dứt lời cậu ta liền ý thức được mình vạ miệng. Đối mặt với sai lầm nghiêm trọng này, cậu ta đột nhiên bắt đầu khó chịu. Cậu ta oán trách anh trai tại sao phải quay lại vào lúc này. Hóa ra hôm đó cậu ta cố ý để bố mẹ đến ngôi nhà mà mình đang thuê. Nhưng khoảnh khắc họ vào cửa,
cậu đã hạ quyết định giữ họ vĩnh viễn ở lại nơi đây. Trong ấn tượng của Lưu Tấn, cậu ta không thể nhớ mình đã hiến tủy cho anh trai mình bao nhiêu lần. Cậu luôn cho rằng bản thân sinh ra chỉ để trị bệnh cho anh trai. Vì vậy Lưu Tấn không tin bố mẹ thật sự yêu thương cậu ta. Ngược lại cậu cảm thấy mình là vật tế của anh trai mình. Cậu ta đã lên kế hoạch rất lâu cho chuyện này. Việc lựa chọn địa điểm gây án và lựa chọn Mã Vĩnh Luân tất cả đều nằm trong kế hoạch. Lưu Tấn vốn dĩ muốn thắt cổ cho họ chết, như vậy có thể trách để lại dấu vết. Nhưng không ngờ trong quá trình gây án mẹ cậu ta đột nhiên tỉnh dậy. Vì vậy cậu ta chỉ có thể lựa chọn phương pháp trực tiếp nhất. Sau khi gây án, cậu ta cố tình đổ hết tội lỗi lên đầu Mã Vĩnh Luân và uy hiếp anh ta giúp mình xử lý thi thể, nếu không sẽ giết chết người mà anh ta yêu nhất, mà người Mã Vĩnh Luân yêu thương chính là người tên Tiết Nhi đó. Sau đó Lưu Tấn nhân lúc Mã Vĩnh Luân đang ngủ, rửa sạch tất cả dụng cụ và để lại dấu vân tay của Mã Vĩnh Luân. Tập 1 một câu chuyện hồi hộp, hãy cùng tôi theo dõi những phần sau nhé.